các bạn ơi, nhìn này, chim đẹp chưa? Hả? Có chim nè. Chuột hamster này. Chuột hamster. Con chuột kìa. Rùa này. Rùa thật đấy. Dạ bà ơi, con chuột này có dễ nuôi không ạ? Bao nhiêu tiền một con vậy ạ? 50.000 ạ? 50.000 một con. 50.000 một con là riêng lẻ thôi chứ không có gì đâu đúng không ạ? Thế à, 50.000 một con là riêng lẻ thôi chứ mấy cái kia là mình vẫn phải sắm. Chuột nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn đáng yêu quá, thôi mình mua lấy một con về nuôi thử xem nó thế nào. Cái này là 100.000 đấy à? Vâng, thế có đồ ăn không ạ? À? Đây, cô cho một gói đồ ăn này. Dạ vâng. Đây, đưa năng xăm cho cô này. Dạ vâng. Cảm ơn cô. Có chuột rồi. Lấy cho màu xanh. Trong cái kiểu, trong cái ấy trong sáng. Con nào đẹp nhỉ? Màu xanh. Xanh này chứ? Dạ cho con đổi cho cô. Con lấy màu xanh. Ta ra các bạn ơi, hôm nay mình đi hội sàn đấy, thì mua được một chú chuột này, chuột hamster. Ở đây người ta có bán lồng chim đẹp quá, mặc dù là chim giả nhưng mà cũng khá là cute ạ. Dạ, bao nhiêu tiền một lồng này ạ? 60.000 một lồng này các bạn. Cái này nó biết đừng kêu các bạn. Có nên mua không ta? Được rồi, mình sẽ mua một lồng. Chú ơi, chú cho cháu mua một lồng này. Ờ, đấy con đấy đi. Các bạn ơi, mặc dù là chim giả thôi nhưng mà cũng khá là đẹp. Thôi mình mua một con nhé các bạn nhé. Dạ chú ơi, cháu trả tiền. Dạ cháu gửi chú tiền. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Về thôi. Dạ chú ơi, cháu có đời anh em mồ. Rồi bây giờ chị em mình đi về thôi. Và các bạn đã xem video đừng quên nhấn like, đăng ký, rung chuông và chia sẻ ủng hộ cho em mình nhé. Chào các bạn.